Vâng, thưa quý vị, vào chiều ngày 15 tháng 11, một vụ cướp ngân hàng tại phòng giao dịch Sacombank trên đường Nguyễn Sinh Sắc thuộc phường 2 thành phố Sa Đéc đã bị triệt phá. Trong đó, hai người trực tiếp khống chế và bảo vệ thành công gần 2 tỷ đồng bị mất là hai bảo vệ tại đây. Và hôm nay thì chúng tôi đã có cuộc kết nối ngắn với ông Phan Tuấn Đức, 56 tuổi, một trong hai bảo vệ, người đã nhanh trí lập mưu ngăn cản tên cướp. Chào ông Đức, sau cái hành động dũng cảm của mình thì mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố tỉnh Đồng Tháp cũng đã có bằng khen để biểu dương hành động của mình. Thì ông cảm nhận như thế nào về điều này? Nó cũng bình thường, tại vì cái trách nhiệm mà, nó là trách nhiệm với cái lương tâm của mình á. Ví dụ mình cố gắng vừa bảo đảm uy tín ngân hàng, vừa an ninh trật tự, cũng chuẩn bị sắp Tết tới mà. Nhiều tình hình phức tạp, chuẩn bị quân cúp rồi nhân dân. Vậy thì không biết ngày hôm đó thì ông đã phát hiện cái sự việc này như thế nào ạ? Lúc đó là 16:50 rồi, đúng 17 giờ là ngân hàng chủ đóng cửa, còn 3-4 người khách gì trong. Nó vô lại vô bên ngoài tư vấn, tức là nó hỏi vô rút số tiền lớn được hay không. Chuyển qua quầy, nó qua bên kia thì người ta sẽ hướng dẫn. Nó vô ngay cái chỗ hàng đang đếm tiền, nó nhìn thấy chỗ tiền á. Còn cái chỗ mà cái quầy thu ngân nó giao dịch viên quỹ á, có máy đếm tiền, nó thấy mấy cọc tiền đó, nó bay vô ngay chỗ đó. Nó chỉ súng vô trước, nó thấy rõ, nó kêu gom tiền cho nó. Ông bảo vệ này ở ngoài xa quá thì ổng cũng đang chần chừ, thì nó thấy nôn nóng, nó phóng, nó trèo qua, nó vô nó gom tiền luôn. Thì nó vừa nhảy qua là trong này bấm chuông báo động reo in nói hết. Chú ngoài cứ khiến chú vẫn chưa nghe. Thường thường sắp nghỉ thì nhìn vô trong trong quầy còn nhiều người không, ở ngoài còn nhiều xe không, lượng người ở trong với lượng xe ở ngoài có phù hợp không, hoặc là xe người ta dựng người ta đi rút ATM. Cứ quan sát vậy cho nó thành thói quen. Rồi nhìn vô thì thấy ông này ông tự nhiên nó bay qua cái quầy rất cao vậy, nó chắc ở trong có chuyện có người nào bị điện giật, vì nó rút dây điện giật người ta ra hay gì. Nó mới khách hàng, chúng nghĩ khách hàng nó có nghề thợ điện hay gì, nó biết người ta bị điện giật phải sơ cứu làm sao hết. Ai vậy? Nhìn thấy nó bay rồi, chúng mới hơi là lạ, chúng bước vô gần hơn để cắt cái cửa kính nó dày 10 ly. Chúng nhìn khi nghe kỹ lại là có chuông báo động, chúng mới lại gần coi, ủa có ai bị điện giật gì nó phóng qua dưới. Bước vô thì thấy nó gom tiền xuống rồi, nó bay vô được mà nó ra không được. Chúng mới nghĩ là quay ngược suy nghĩ khác, rồi còn cộng với cái nhìn của mình, nó thấy trên tay nó cầm súng thì chú bắt đầu tìm cách bằng mọi cách bắt nó. Mọi việc lúc đó diễn ra rất là nhanh, và khi mà ông Liết thấy là tên cướp thậm chí có mang súng bên mình và ông nhận thức được cái tình huống lúc đó, thì lúc đó ông nghĩ gì? Cái đường là phải tìm cách bắt này, không biết cách nào, chừng 20 giây, không tới 30 giây. Thì lúc đó phán đoán cũng hơi nhanh, nó không thể phóng ra ngay cái một lần mà nó ra cửa chính. Cái ngân hàng chúng nó bố trí có mấy cột lớn, to lắm. Nó vô nắp cái cột thứ hai, nó đi từ từ vô nắp đó, mình nắp cái cột để cho nó không thấy, nắp cho im lặng, cho nó vùi súng thật, mà đặt một cái thì cái tâm lý, cái tinh thần nó cũng quản, nổ súng nó cũng không còn chính xác. Kinh nghiệm mình võ thuật thì mình biết, mình nó cận bên thì nó không chỉ cho mình được, nếu phát hiện mình nó bắn từ xa, với chú thì chú không sợ, nhưng sợ người khác, tự cửa vô thì nó hơi xa hơn, khoảng 6 mét, chú mới lấy gậy sắt chú đang đeo móc, chú bấm ra sẵn, bấm cho nó dương ra sẵn, cái cột nó cho nó tròn, nó khoảng 7-8 tấc vậy đó, nhưng mà cũng che kín người, với nó lo trong kia, nó đâu có để ý tới cái người nắp ở đó đâu, nó không bao giờ thấy chú á. Dưới cái quầy nó cao á, chú khòm xuống, chú đi thấp xuống, chú đi như người đặt công, người ta đi nhẹ nhẹ vậy đó. Tại vì nắp cái cột nó vừa ngang chú mới dương ra đập thì không biết nó trúng đâu, khúc từ cổ chạy xuống à. Không có trúng tay nữa, bởi nó không có rớt xuống. Không, nó càng tới luôn để nó ra cửa chính mà đặng thoát đó. Thì chú đập xong nó càng, chú mới xoay người trở lại một vòng. Rồi chú mới đè, quay lại định đè xuống. Thì Quy lần bảo vệ nó nhào đến nó ôm trước. Nó hợp hai anh em mới đè nó xuống luôn. Rồi hai người khác nữa. Thì súng nó còn cầm chắc trên tay không, chú cũng không rành nữa. Tại không biết cái tay nó ở đâu. Rồi thằng Quy nó, mấy anh coi nó còn... còn cầm cái súng không, gỡ cái súng nó ra là không biết người nào gỡ mới lấy được cái súng cầm lên. Thì thấy nhiều người đè nó được an toàn rồi, chú mới nhảy ra, chú bóc điện thoại, chú điện cho 113, nhìn ra đường thấy anh công an khu vực, chú mới mở cửa, chú bước ra, nó trời ở trong này có vụ cướp, mình nãy giờ tôi điện cho con 113 nãy giờ nhiều cuộc rồi không được. Ông mới ông nhảy vô luôn, ông đứng vô trong, ông mới móc điện thoại, ông điện bên công an. Thì lúc đó bên này là đã trói thằng này xong xuôi hết rồi, vì đại công an vô thôi. Thì ông điện một lúc sau, khoảng 5 phút sau mới có công an tới. Trong cái khoảnh khắc mà ông nắp ở cột và ông chờ đợi tiếp cận được tên cướp, thì cái lúc đó cái tâm lý của ông nó diễn ra như thế nào?
Chú cũng bình tĩnh lắm, quen hồi xưa đi tập võ thầy cũng đã đưa ra hai ba học trò đấu với nhau thử rồi. Trong đồng môn đấu nhau đối kháng thì quen rồi, đợi phù hợp lúc nào phù hợp, mà ngay lúc đó bữa nay nó hơi hồi hộp một chút là mình sợ súng thiệt, là không biết nó nã bất cứ dụng nào một viên cái là theo ông bà khỏi ăn Tết. Ví dụ mình biết nó súng giả thì mình có phương án khác để nó vừa qua, thì mình kết hợp một vài thế võ thì nó dễ hơn. Còn cái này mình nghĩ nó có súng thật, nó lấy quá băng keo nó tự tạo giống có bom có ngòi rồi lắm, lúc đó nó cùng đường nó bắn tùm lum, nó bắn hết đạn nó mới nghĩ chết luôn, chỉ có cái cách là nhanh tức thời để lập tức khống chế nó thôi, chứ còn để nó nổ súng là nguy hiểm lắm. Biết nó mày súng giả rồi, nó đóng cửa rồi mày chạy đâu, đây tao vài chục người mày cũng mình mày chạy đâu được, mày như bắt chuột vậy. Trời, nó chừng mét không biết được mét sáu không, nhỏ xíu con hả. Khi công an điều tra nó đang thiếu nợ khoảng sáu mấy triệu gì đó thì nó thiếu ăn nó hở ốm, với lúc mà người ta lục cái bóp nó ra nó không còn đồng nào, nó không còn đồng nào chạy, lúc đó dễ giật nó lắm, là điều mình biết trước thì mình đâu có lo. Không biết là từ đâu mà ông lại có một cái phản xạ ngay lập tức như vậy để có thể khống chế tên cướp. Hồi xưa chú cũng từng là giáo viên dạy văn, hiểu cuộc sống xã hội tâm lý con người, nói chung con cái mình cũng được chút chút mình dồn lại cho nó giờ phút này. Lúc nhỏ ở quê thì chú nghe mấy người này kia nói về võ thuật là chú ngồi nghe, chứ ông này ông là giỏi đi đâu gặp này cái không phải cứu nhân được hết, là làm việc nghĩa giúp đời đó, thấy cái gì trái tay gai mắt thì mình có bản lĩnh thì ra mình giúp họ. Nghĩ trong đầu nhẹ nhẹ vậy thôi. Học lúc học cấp 2, cấp 1, cấp 2, ấy cấp 2 rồi chú đi bộ mấy cây số chú học võ à, nó khoái. Khi học võ thì thầy dạy thì luôn luôn phải có cái đức tính là khiêm nhường, luôn luôn là phải có cái bản lĩnh, không có thể chùn bước trước cái gì này kia, là không phải thì mình phải có cái máu của anh hùng tính chủ thích. Gặp mấy người khác bình thường sao, mà gặp mấy vô con mà mình nổi nóng lên mình thấy có thể là xử nó được, tại nó làm bậy cái gì đó. Không biết là khi mà ông nghĩ lại cái sự việc đã qua và ông có thấy rằng là mình đã quá liều lĩnh khi mà mình lựa chọn áp sát tên cướp mà một cái người mà đang có súng trên tay và chưa kể là cái người này còn khá trẻ so với cái tuổi tác của ông. Lúc đó đâu có nghĩ gì đâu, lúc đó chưa nghĩ gì chứ, không có nghĩ gì, lúc đó không có cảm xúc gì, nó thấy nó an toàn được là mừng rồi, chứ cảm xúc gì đâu. Nhỏ con gái điện hỏi ba sao giờ này không về, nó không có nói về chú tại công an làm biên bản rồi kia, tới khuya 8 9 giờ mới về. Về hỏi sao nó bảo nó vụ cướp, vụ cướp sao cướp vậy, về 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 hỏi cơm không, cơ quan ăn ổ bánh mì no không sao, xong chuyện là thấy khỏe luôn rồi, chú vô tắm rồi chú khỏe luôn. Nghĩ lại nó cũng hơi hồi hộp, nó cũng hơi khó ngủ, bữa đó cũng 12 giờ trở lên mới ngủ. Ủa, nó có súng thiệt rồi mình sao, nếu mà súng thiệt nó nổ lúc đó mình không biết làm sao, thì mọi người sao, để đối đầu để này kia nó nguy hiểm tới tính mạng. Thì này lần đầu nguyên quá trình đi thời gian quân đội chú cũng không có tiếp cận với quân thù gì hết, học quân trường ra thôi cầm viết không có dạy ý đâu, có đụng chạm nữa. Nhiều người thì đang cho rằng là cái hành động của ông thì không khác nào anh hùng giữa đời thực. Thì ông nghĩ sao về những cái lời khen này? Anh hùng nó kỳ cột, mà anh hùng gì lúc đó không có ai anh hùng với súng đạn chứ, nó không có từ ai lúc đó là nói vậy, chứ trước cái mũi súng không có ai anh hùng ha. Chừng nào nó bắn mà nó làm cái tập nó không nổ lúc đó mới hên thôi, chứ còn trước lúc đó là không có biết nó là cái gì. Nói chung trách nhiệm công việc thì nó cũng quan trọng, và nhiệm vụ của chú là ở đây bằng mọi cách mọi giá là mình phải bảo vệ an toàn an ninh cho ngân hàng là một, thứ hai là để cho khách hàng yên tâm tới giao dịch, khi người ta rút tiền gửi tiền hoặc số tiền giao dịch lớn nhỏ gì đó mà có anh em bảo vệ vững chắc như vậy thì người ta sẽ an tâm hơn.